Quý vị và các bạn thân mến, trên màn ảnh nhỏ các bạn là cái hình ảnh là cái bộ phận sinh dục của chú đà điểu trống đã được 8 năm. Về cơ bản thì các bạn có thể hiểu là con đà điểu nó thuộc họ lông vũ, gia cầm, và cái sinh lý của nó thì rất là khỏe. Có một cái điều là cái thịt đà điểu đối với nhiều người thì cũng còn là mới lạ ở những cái vùng miền khác, nhưng với quê hương Ba Vì của chúng tôi thì cái thịt đà điểu nó lại trở thành một cái sản phẩm được ăn hàng ngày, như là những cái thịt gà. Nếu như chúng ta cái giá thịt một cân đà điểu thì nó rơi vào khoảng 240.000 đấy. Thì với cái bộ cà và bộ sinh dục của chú đà điểu này thì các bạn có thể ăn hoặc là các bạn có thể là ngâm ngâm rượu. Có một cái câu chuyện vui như thế này các bạn ạ. Có trước thì có một vài trường hợp là các bạn bán sang bên 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 nước Lào, và có một cái lượng người người Đà ta đổ điểu giao xô phối mua cái bộ ấm đấy, chén của con đà điểu trống đực rất là nó nhiều. cứ thế Mình thôi, cũng con không mái biết, nằm nhưng xuống. mà là ở cơ quan thì có một vài người quen biết thì cũng bán rất đắt, Con nào cũng ăn bán được, một ô là hai ba 10 triệu một con, bộ. nó tỷ lệ đực của Đấy. nó như thế, Thế nó sau đã đó quen nhau thì rồi thấy không đánh một nhau số anh em đấy. Cái chim của trong nó bộ đấy, thấy phận chưa? mổ thì có đặt lại và ngâm. Nó hăng lên thì Thế nó thì vẫn chịu hết lần qua lượt. một cái mối quan hệ thì cái người ngâm nó đã tặng cho một cái Con người này bạn không 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 chưa 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 nó có chưa một chưa một được. một chai rượu. Đuôi nó lại, cái mẩu đuôi nó lại cụt hết cái lông kia. Vâng, nó thế. Giống như thế à? Vâng. Con cái vẫn nằm đấy để đấy. Nằm, con cái phải nằm xuống thì nó mới giao phối được. Biết rồi, nhưng mà con cái nó xong rồi nó không dậy. Nó phê. Một lúc nó mới dậy. Kia con bên kia cũng nằm xuống này này. Thế nó chính vì thế nó giao phối tự nhiên này này mà con giống nó mới đảm bảo chất lượng. Không cái gì bằng cái tự nhiên đâu ạ. Nhiều đực nhờ. Vâng, Ít cái. bốn con đực, bốn con đực, Dạ rồi. Đực là màu đen. đực màu đen đấy, một chuồng 10 con thì bốn con đực. Bên này phải đến mấy con đực? 1, 2, 3, 4, 5 con đực. Năm con, 6 con gì rồi. 5 con, 2, 4, 5 con, 5 con đực, 5 con mái. Bên này 5 con. Vâng, tỷ lệ thế. Không khí ở đây hay quá mày. Vâng, quấy, thấy chưa? Nó chạy, nó đuổi. Đây hôm nhìn thấy nó còn đẻ quả trứng ra luôn ạ. Thế à? Vâng. Trong này nhiều chim cu gáy lắm nhá ông nhá. Trong cái dãy số này nó đẻ đầy. Đấy, gáy đấy. Chim rừng gáy đấy. Ông đợi tí. Cách đây mấy hôm cháu sổng một hai con nhiều tiền lắm. Không về. Xong rồi. Sổng là do cái cô kia kìa chứ không phải do cháu. Thôi đi vào đi. Tao về đây.